Kính chào quý vị. Thưa quý vị, 1,5 triệu đồng có thể không lớn với nhiều người, nhưng là một số tiền lớn đối với những người lao động tự do trong thời điểm giãn cách xã hội. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng người dân vẫn phải chờ đợi. Chương trình Những vấn đề hôm nay, kỳ này tiếp tục giải đáp những thắc mắc của người dân xoay quanh việc thực hiện chi tiền trợ cấp cho người lao động tự do ở thị xã Hòa Thành và ở huyện Bến Cầu. Tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông Dương Quốc Sinh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban dân phường Long Thành Bắc, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân phường Long Thành Trung, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành, ông Võ Minh Hiếu, trưởng ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Quyết định số 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh mở rộng thêm đối tượng được nhận tiền trợ cấp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Số người đăng ký được xét duyệt nhiều hơn, tuy nhiên số lượng hồ sơ chưa được xem xét cũng khá nhiều. Chị Văn Thị Kim Hồng, ngụ ở khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, làm uống tóc tại nhà, nói. Em nghĩ này tiền gì, em cũng có hỏi thăm mà nói thì từ giữ. Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh, ở khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, cho biết. Ở đây thì mần phụ trên quán cơm chai Long Hoa, nhỏ con thì làm neo trên 30 tháng 4. Thì chị thì nghỉ nay 3 tháng rồi, nhỏ con thì nghỉ 2 tháng. Mà hỏi tổ trưởng xin thì nói là không có giấy, nói chờ đợt 2. Cái hỏi nữa cái nói cũng không có. Ông Trần Minh Ký ở khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành nói. Hồi nghỉ dịch là xuống ông Sơn xin cái đơn rồi. Nhưng mà sao thấy mà viết xong mà gần hết dịch rồi mà ông Sơn ổng không có gì hết trơn á. Em mới xin cái đơn khác, em viết lại nữa. Ông Lâm Ngọc Trương ở khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, thường ngày đi bán vé số. Ông mừng khi biết có gói hỗ trợ, nhưng buồn vì chờ lâu quá. Từ khi triển khai thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ, phường Long Thành Trung đã chi tiền trợ cấp cho 155 người bán vé số lẻ. Phường đã nhận và thẩm định 1.757 hồ sơ đăng ký của người động tự do khác. Nhưng cho đến nay, chưa người nào trong số này nhận được 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, cho biết. Báo cáo của cái tổ á, là lao động tự do đó, là trên là 1.757 hồ sơ, còn vé số á, thì là 263 hồ sơ, cộng lại là cũng trên dưới là 2.000. Và cái số liệu này thì, nhưng mà cái đó là còn tiếp tục xét, và sẽ tiếp tục xét đợt 4, là hồ sơ cũng đã nhận thêm của người dân, là lao động tự do là ngày 25 tháng 7 đã gửi rồi, đợt 1. Và đợt 2 là ngày 9 tháng 8, và một đợt là ngày 13 tháng 8, và đợt mới nhất đây là ngày 20 tháng 9 là gửi hồ sơ, vẫn đang chờ tỉnh phê duyệt. 25 tháng 7 là mình đã chi được cho 188 trường hợp là vé số rồi. Đến thời điểm này thì chưa có chi trả được hồ sơ lao động tự do. Và cái này thì báo với đài là liên tục hỏi chỗ phòng lao động thì nói chung là do là nó bị vướng ở cái xác định cái thu nhập á. Có thể lúc đầu gửi ngày 25 tháng 7 á, là cái mức thu nhập á, người dân á, là kê khai thì là 1.3 triệu. Nó thì lên hồ sơ thì hướng dẫn thì nếu mà mình kê khai 1.3 triệu thì theo cái quyết định 15 thì mình không được hỗ trợ. Đó. Thì do đó thì phải để hồ sơ lại thì điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh thì theo quyết định 17 thì nó bỏ đi cái tiêu chí mà 1.3 triệu đó. Thì những hồ sơ đó mới được thì lúc đó phải làm lại hồ sơ. Là qua trao đổi với phòng lao động thương binh thì báo với đài là tất cả hồ sơ đã hợp lệ, đã đầy đủ rồi. Và một số hồ sơ có sai sót thì cũng đã tiếp nhận lại cho người dân chỉnh sửa lại. Thì đến thời điểm này thì đầy đủ rồi, chỉ chờ phê duyệt của ban tỉnh thì là địa phương sẽ tiến hành chi thôi. Chỉ riêng việc phát đơn cho người dân đăng ký nhận trợ cấp và tiếp nhận đơn của người dân, mỗi nơi là một kiểu. Dù Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh khẳng định, gói chính sách của Nghị quyết 68 không phân biệt người tạm trú hay thường trú, chỉ cần người lao động hội đủ những điều kiện theo quy định thì sẽ được xét duyệt. Thế nhưng, đã có nhiều địa phương không phát đơn, không nhận đơn của người tạm trú, buộc họ phải về nơi thường trú để nộp đơn đăng ký trong lúc giãn cách xã hội. Ông Nguyễn Thành Phát ở phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành nói trong ấm ức. Tôi ầm hồ á, không có hộ khẩu, người ta không có cho làm đơn. Bà Huỳnh Lưu Hoa, tổ trưởng tổ tự quản số 31, khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung giải thích việc anh Phát vừa phản ánh như sau. Còn riêng anh Nguyễn Thành Phát, thời điểm đó anh chưa đăng ký tổ tự quản. Dạ, đăng ký cái gì ạ? Anh chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng. Anh thuê nhà nhưng mà anh chưa đăng ký cho hai. Thành ra hai
mới nói, ảnh nói, hai nói là chỉ làm cho những người có hộ khẩu, còn chưa đăng ký thì từ từ. Còn đây là ý kiến của bà Ngô Thị Lan ở xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành. Trong thời gian giãn cách xã hội, bà tạm trú tại phường 1, thành phố Tây Ninh. Em tính làm cái này thì nó gần á, mà người ta không cho em làm, tại vì người ta nói tập trung, ta không có xếp. Bây giờ đi về chỗ trước đó làm đi, mà trong lúc Covid á, em đâu có đi đâu được đâu. Nên là em phải chờ thời gian, cái đến xã đó thì còn thời gian còn lâu mà. Dì Lan cứ chờ đi rồi từ từ có gì gửi sao, nhưng mà em cũng đông nóng, tại vì trong lúc đó mình cũng khó khăn á. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành nói: đối với trường hợp của chị Lan và anh Mẫn ở ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, phòng sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạnh và công chức Lao động Thương binh xã Hòa Thạnh xúc tiến làm sớm cái hồ sơ của chị Lan và anh Mẫn gửi về phòng để phòng thẩm định trình cho Ủy ban huyện Châu Thành, trình Sở Lao động để thẩm định cái hồ sơ. Khi mà được phê duyệt thì chi riêng sớm cho chị Lan và anh Mẫn. Khác với thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành đã hướng dẫn người dân thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp làm đơn đăng ký không phân biệt người thường trú hay tạm trú. Trong danh sách đăng ký xét nhận tiền trợ cấp của huyện Châu Thành, rất nhiều người tạm trú đã được huyện tiếp nhận đơn, thẩm định và chuyển lên tỉnh chờ phê duyệt. Trường hợp của gia đình ông Phạm Hoàng Phố ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, trước chưa xảy ra dịch, vợ chồng ông Phố mở quán cà phê nhỏ trên hành lang đường D8, xã Lợi Thuận. Ông Phố chạy xe ôm, nhưng bệnh nên ở nhà, cùng vợ bán cà phê. Thực hiện giãn cách xã hội, quán nghỉ bán, nhưng vợ ông là bà Nguyễn Thị Kiều được ấp nhận đơn đăng ký xét trợ cấp, còn ông không được vì lý do không phải người giúp việc nhà cho vợ. Ông Phạm Hoàng Phố ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu nói: dịch này thì ai đều cả nước, nhưng mà cũng gửi đơn áp để xin cứu trợ, cũng còn tới mấy tháng này. Chúng tôi đến xã Lợi Thuận tìm gặp ông Võ Minh Hiếu, trưởng ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Ông cho biết về trường hợp của ông Phạm Hoàng Phố như sau. Hồ sơ em nộp thì cho tổ cỡ 2 tháng mấy, nhưng mà hồi nãy em cứ nghe có mấy anh mấy chú ở trong gần nhà đó, người ta có nói là hồ sơ đợt hôm trước mình làm gì sai, rồi nay phải lên đó là cho người ta cho hồ sơ để làm lại. Hồ sơ mà nộp ở đây rồi, em kiểm tra thông tin nếu như có sai sót hay là như thế nào đó thì em sẽ căn cứ vô cái số điện thoại anh đăng ký trong cái đơn á, sẽ điện trực tiếp cho anh. Còn không sai á thì em sẽ không điện, nên anh cứ ở nhà. Mà anh nói là anh giao cho tổ tự quản. Tổ tự quản nộp lên đây thì em có đó em không biết. Cái đó hôm trước là tại giờ hồ sơ giờ rất nhiều, giờ em kiểm tra nếu như mà tới anh thì có vấn đề gì thì em sẽ điện trực tiếp cho anh ha. Tất nhiên là không. Việc chưa hiểu đúng khái niệm lao động tự do nên dẫn đến một số nơi người dân khó tiếp cận với các gói chính sách hỗ trợ. Những trường hợp người dân khai việc làm cụ thể chưa đúng với thực tế rất cần được cán bộ cơ sở hướng dẫn để khai đăng ký lại. Việc làm này cũng rất chậm. Khi thực hiện chương trình này, chúng tôi ghi nhận một vấn đề. Người dân nói hồ sơ gửi đi lâu, trong chờ địa phương cấp tiền. Chính quyền cấp huyện, thị xã nói chờ ngành cấp trên, chờ tỉnh phê duyệt. Ngày 22 tháng 9, lãnh đạo thị xã Hòa Thành cho biết không còn tồn động hồ sơ nào của người dân đăng ký xét trợ cấp tại địa phương. Thị xã đang chờ tỉnh phê duyệt. Tại phường Long Thành Trung cho đến nay, ngoài người bán vé số lẻ, không có người động tự do nào nhận được tiền trợ cấp từ gói chính sách. Cũng trong ngày 22 tháng 9, thị xã Hòa Thành đã được tỉnh phê duyệt 1.578 hồ sơ, tương ứng với trên 2 tỷ 300 triệu đồng. Biên tập viên chương trình Những vấn đề hôm nay đã có cuộc phỏng vấn ông Dương Quốc Sinh, Phó Giám đốc Sở Động Thương binh và Xã hội Tây Ninh. Cuối ngày 25 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh cho biết, thị xã Hòa Thành còn 2 tờ trình với 2.407 hồ sơ của người lao động tự do và 146 người bán vé số chưa trình phê duyệt. Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ lấy ý kiến các thành viên trong tổ thẩm định và hoàn tất trong đêm. Trong bối cảnh phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, việc triển khai chi tiết tiền từ các gói chính sách đến cho người dân là một nỗ lực lớn của ngành lao động thương binh và xã hội và chính quyền địa phương. Thưa quý vị, Nghị quyết 68 không chỉ là gói hỗ trợ về vật chất mà còn tạo ra một động lực có giá trị tinh thần to lớn để người dân sát cánh cùng nhau chung sức chống dịch. Việc triển khai thực hiện như thế nào cũng là mối quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp.
Cho nên các địa phương cần minh bạch, linh hoạt và chủ động để người dân được tiếp cận gói hỗ trợ nhanh nhất, không ai bị bỏ sót. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin dẫn lời của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Người dân đang rất mong ngóng từng ngày gói hỗ trợ này. Vì vậy, cơ quan nào chậm triển khai hỗ trợ là có lỗi với dân, địa phương nào để tiêu cực dẫn đến trục lợi là có tội với dân. Quý vị thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt.